Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp đặt chiếc FPT Playbox S nhé. Trên tay mình đang là một chiếc FPT Playbox S này. Bây giờ mình sẽ mở hộp cho nhé. Cách mở hộp thì các bạn có thể nhấc lên này. Đây là chiếc FPT Playbox S. Đây sẽ có hai quyển sách hướng dẫn này. Một chiếc điều khiển giọng nói cầm tay đi kèm luôn nhé. Một cục adapter còn gọi là cục nguồn đấy. Một đôi pin cho điều khiển này. Một sợi cáp HDMI. Một sợi cáp LAN. Ngoài ra đây còn có một gói hút đầm nữa. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp đặt nhé. Bây giờ mình sẽ ghim nguồn rồi này. Ở đây nó trên này, thân box này, nó sẽ có một cổng nguồn, một cổng HDMI nữa. Ngoài ra còn một cổng mạng nữa, các bạn có thể là dùng cáp LAN này mình để cắm vào. Bây giờ mình sẽ cắm nguồn này. Cắm cổng HDMI. Trong lúc đợi box khởi động lên thì các bạn lắp pin vào điều khiển nhé. Cục nguồn adapter đã cắm sẵn trước đó nên mình cất cục này đi. Ngoài ra ở đây nữa, còn cục HDMI này, dây cáp LAN thì các bạn có thể một đầu kết nối với box, một đầu kết nối với TV. Dây cáp LAN thì một đầu kết nối với modem mạng, một đầu kết nối với box. Lúc này box sẽ yêu cầu ghép nối điều khiển. Thực hiện nhấn và giữ hai phím OK và trừ. Đợi điều khiển và box kết nối thành công. Thực hiện chọn ngôn ngữ. Chọn bỏ qua nhé. Rồi mình thực hiện kết nối wifi vào này. Sau khi kết nối Internet thành công, chúng ta sẽ thực hiện cập nhật phần mềm. Bây giờ chúng ta sẽ đợi một chút để tải phần mềm về. Sau khi tải phần mềm xong, box sẽ tự động cài đặt phần mềm mới nhất. Vui lòng không rút nguồn box trong lúc đang cài đặt bản cập nhật hệ thống.
Sau khi cài đặt phần mềm thành công, Box sẽ khởi động lại và hoàn tất cài đặt. Chọn Sign In để đăng nhập tài khoản Google của bạn. Nhập tài khoản Google của bạn. Nhập mật khẩu tài khoản Google của bạn. Chọn speaker loa ngoài. Chọn skip. Chọn skip. Sau khi lên giao diện màn hình chính, thực hiện chọn lại ngôn ngữ hiển thị. Từ màn hình chính chọn setting. Chọn device frequency. Chọn language. Chọn tiếng Việt. Tiếp theo, kích hoạt trợ lý ảo Google. Nhấn phím giọng nói trên điều khiển để kích hoạt, sau đó đồng ý các điều khoản sử dụng. Nếu thiết bị của bạn không tự động cập nhật phần mềm, vui lòng thực hiện theo thao tác sau. Từ màn hình chính chọn cài đặt. Chọn tùy chọn thiết bị. Chọn giới thiệu. Chọn bản cập nhật hệ thống. Như vậy là thiết bị FPT Playbox S của bạn đã được cập nhật phần mềm mới nhất. Một số lưu ý về đèn hiển thị khi sử dụng FPT Playbox S. Hướng dẫn đăng ký tài khoản FPT Playbox và kích hoạt gói khuyến mại không đồng. Tại màn hình chính chọn ứng dụng FPT Playbox S. Tại giao diện FPT Playbox chọn mục tài khoản, sau đó chọn đăng nhập. Nhập số điện thoại của bạn để tạo tài khoản mới. Vui lòng nhập OTP gửi về số điện thoại của bạn để tạo mật khẩu mới. Tạo mật khẩu mới cho tài khoản của bạn. Vui lòng chọn mật khẩu gồm 6 số từ 0 đến 9 để hoàn tất đăng ký. Tiếp theo, thực hiện kích hoạt gói khuyến mại không đồng. Chọn gói dịch vụ. Chọn gói VIP. Chọn gói quà VIP và kênh gia đình không đồng. Như vậy là bạn đã kích hoạt gói khuyến mại thành công.
Quay lại mục truyền hình để kiểm tra và sử dụng. Chủ động lo cho tỉnh, huyện lo cho huyện, xã lo cho xã, thôn, bản, ấp, tổ dân phố. Tổ dân phố cũng phải tự lo cho mình, từ người dân. Luật sư Dương, xin cô hãy giúp cho chị. Cứ để bạn đi đi vòng. Còn sao? Hướng dẫn sử dụng tính năng handfree trên FPT Playbox S. Sử dụng câu lệnh OK Google hoặc Hey Google để kích hoạt trợ lý ảo. Sau đó nói từ khóa tìm kiếm. OK Google, mở kênh VTV1. Tôi hiểu rồi, sau đây là kênh VTV1. Theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, người đứng đầu OK Google, chính quyền. Mở kênh VTV6. Chắc chắn rồi, tôi đang phát VTV6. Các cấp chịu trách nhiệm. Đừng nên xem vào ân oán giữa tôi. OK Google, về trang chủ. OK Google, mở YouTube. Đang mở YouTube for Android TV. OK Google, thời tiết hôm nay thế nào? Dự báo thời tiết tại Tráng Việt hôm nay 37 độ có dông bão. OK Google, bây giờ là mấy giờ? Thời gian là 19:09. OK Google, về trang chủ. OK Google, hát cho tôi một bài hát. OK, tôi hát đây, hãy mở loa lên và thưởng thức nhé. OK Google, hát ngay bài ca. Kể cho tôi một câu chuyện cười. Được, nghe tôi kể đây này. Cái gì có màu đỏ và không tốt cho da? OK Google, mở bài hát trên YouTube. Đang phát nhạc trên YouTube. OK Google, về trang chủ.